Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng nếu mình cứ di chuyển liên tục thì thế giới sẽ tự động nâng cấp, và từ một thế giới rất là cùi bắp không thể nào nhận ra được là Minecraft, chúng ta sẽ đến với một thế giới siêu chân thực y chang như ngoài đời thật ở cuối video. Vậy cái thế giới sau khi mình bước qua cánh cổng rộng sẽ như thế nào, nó sẽ có độ chân thực như thế nào nữa, các bạn hãy cùng xem đến cuối video để biết nha. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Cái Minecraft gì nó xấu vai cả trưởng ra. Ui cái này, wow. Mình nghĩ cái này là cái que đúng không? Ui đúng không? Yeah đúng rồi đấy. Các bạn nhìn ngoài bãi biển này, eo, nó xấu kinh dị luôn mọi người à. Bất kể cái gì nhìn nó cũng xấu, xấu vai. Ok để mình ra đập gỗ cái nào. Wow, nguyên cái chỗ gỗ này nhìn nó cũng kỳ nữa. Ui, what the heck, con này con gì vậy? Ui đừng nói mình đây là con gấu nha. Sao nó đen thui vậy kìa. Ok ok. Ê, mình chuẩn bị nâng cấp lên một cái mức mới rồi mọi người ơi. Để mình đập hết cái đống gỗ này cái đã. Ok ok, mình cần phải nâng cấp một cái gì đấy lên. Eo, bàn chế tạo. Ui không khác gì gỗ. Nâng cấp. Wow, quầy hả, cái này nhìn nó cũng kỳ nữa. Ok nhưng ít nhất là đồ của chúng ta vẫn còn nhìn được bình thường. Ok mình vẫn cần phải làm một cái cúp thôi là được. Và lần này chúng ta có con gấu rồi này, chúng ta hãy đào một ít đá. Chúng ta hãy làm đầy đủ dụng cụ bằng đá của mình đi nào, để coi hy vọng là cái bản nâng cấp tiếp theo của chúng ta nó sẽ đỡ nhìn xấu hơn cái này. Nâng cấp nữa rồi. Ok hello 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 dân làng này. Ê đây có đồ ăn ngon. Nâng cấp nữa rồi. Wow, ui đây là Minecraft bình thường lại rồi. What the heck, tại sao chúng ta có cái bàn hành trang thế này, và các block của chúng ta được HD. Oh my god, chúng ta hay đá nó luôn. Ôi ôi chụp hay vậy, hay vậy, hay vậy. Oh hello anh Golem, bye bye, qua đây qua đây qua đây qua đây đây. Ui sao đánh con Golem nó bay người đang kia vậy. Cái này lần đầu tiên mình thấy trong Minecraft. Và đây lúa của mình, lúa của mình, chúng ta hãy nhanh chóng gặt lúa đi nào. Hello. Ôi có cái cửa. Oh my god, cái cửa này nó chân thật vậy. Cho mình xin cái giường. Các bạn chế tạo bây giờ nhìn nó chân thật phái cá chè không mọi người. Nó có hiện lên. Đừng nói với mình là nếu mình để như thế này cũng có thể nó sẽ hiện lên. Đỉnh cao vậy. Ok cho mình xin. Chúng ta chỉ mới có bắt đầu thôi nha mọi người. Ui cái khăn tràng của mình chất lượng lên. Mình xin lấy thêm lúa. Chúng ta đang nâng cấp. Nhìn nó hơi bị chân thật hơn rồi đấy. Nó có shader rồi. Chúng ta phải cần đồ ăn cái đã nào. Ok tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời. Cái thằng của chúng ta đi khá là nhanh theo mình thấy là như vậy. Tại thường thường các bạn nếu mà các bạn đi khoảng 100 block thì nó sẽ lên một tí. Và bây giờ oh no, mình lại nên phải nâng cấp nữa rồi. Oh my, nhìn nó chân thật kìa. Cái này mới là cái hình ảnh khoảng nhân 32 pixel thôi mọi người ạ. Ồ bánh mì chân thật của chúng ta. Ok chúng ta cần phải đi ra xa khỏi đây một xíu. Đây rồi, kim tự tháp của chúng ta. Và what the hell, con gì vậy, con gì vậy? Ôi đồ con sói. Ui đừng nói nó đánh mình nhá. Ok ôi khoan, nâng cấp nữa rồi. Ok bản nâng cấp này mình không thấy có gì khác biệt hết, nên từ từ chúng ta phải vào bên trong. Oh no skeleton. Ui cái đám này nhìn nó lại vậy. Ok kìa lên chưa. Ra khỏi đây, chặn lại block. Wow. Thế không nổ chứ đúng không? Ok mình vẫn còn phải đập cái này, cái này, cái này. Yes hay quá. Hôm nay có gì đây? Gen power, không cần mấy cái này. Táo vàng anh chan siêu chân thực ngon. Emerald không cần luôn. Vào trong đây chúng ta có thêm sắt này và vàng, tuyệt vời. Nếu chúng ta có đủ sắt thì mình sẽ làm được một cái xô nước. Ok xô nước này khá là ngon đấy chứ. Lấy TNT nữa. Rồi chúng ta đi lên thôi nào, đi lên thôi nào. Chỉ còn một xíu nữa thôi, mình sẽ bước tiếp đến giai đoạn siêu chân thực rất cao. Và nếu chúng ta hạ được con rồng ở trong Minecraft thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái thế giới sẽ như ngoài đời thật luôn mọi người à. Nâng cấp. Ui nè ní trời ơi sao tối thui vậy trời. Ok cầm cái đuốc lên. Ok ôi đi ra chỗ này là sa mạc. Con nhện bye bye thì ui đừng nói đó là con. Làm ơn chúng ta vẫn chưa đến đầu, chưa chuẩn bị xong. Ui nó là một sự thay đổi lớn luôn mọi người ơi. What the heck, nó từ một cái block rất sida trở nên rất đẹp, và phải chăng đằng đó là một cái kim tự tháp khác. Kìa chúng ta cần phải đi ngủ. Ok ui cái độ chân thực quái gì thế này. Cái bàn hành trang của mình đâu? Nhìn chất chưa. Cái vấn đề bây giờ là tại sao mình lại có cái bàn cái enchant này, trong khi nếu mà mình làm gì có thể đập được cái này. Khoan mình sẽ đập được cái này hả? Oh my god. Cái này là nước siêu chân thật, chúng ta có thể đụng vào. Các bạn có giờ thấy cái nước này ở trong Minecraft chưa, bình luận phía cho mình biết nha. Nani quầy cái tiếng gì vậy, mình nghe cái cổng đang mở hả? Ui chúng ta đầy cái thanh siêu chân thật và cái cổng nó mở, vậy khi mình vào đây mình phải bắt buộc đánh con rồng à. Mình chưa chuẩn bị bất kỳ một cái gì cả, chúng ta
hãy chuẩn bị một cái que đi nè. Ồ khoan, mình cần làm cái khung và mình không có bất kỳ một con skeleton nào ở đây để có thể đánh được nó. Hãy nhìn vào con mắt này đi các bạn à. Làm sao các bạn nghĩ cái này là siêu chân thực được cơ chứ? Nếu mà mình bắt buộc phải vô đánh con rồng, chúng ta phải chuẩn bị một cách kỹ càng hơn. Thêm block. Ok các bạn à, hãy đi vào thôi. Yeah. Oh my god. Nó bắt đầu lắc. Lẽ ra máy của mình đang chuẩn bị sắp nổ tung luôn bây giờ. Ok. Hay quá vậy đó ơi. Chúng ta hãy đào đi lên. Đây rồi. Oh no, tại sao không có mắt nào vậy? Mình không có mũi tên để có thể bắn được mấy cái trụ. Chỉ còn một cách thôi. Chúng ta cần phải đặt block đi lên. Cố lên. Boom. Yes. Hay quá. Và từ đây mình sẽ đi lên từ từ lên những cái chỗ này. Không. Ok, nếu đi lên như vậy thì chúng ta sẽ chết. Một máu. Chúng ta phải lên một cách từ từ thôi. Boom. Và đây là cái cuối cùng. Hay quá, mình đó nhanh chóng lên. Ok. Và boom. Yes, thành công. Bây giờ thì đặt nước và đi xuống. An toàn rồi. Oh no. Yes. Đây rồi. Đây là quán cuối cùng mọi người ơi. Khoan, mình nghĩ ra được ý này. Một cái bật lửa thì sao nhỉ? Pam và pam, một cái bật lửa. TNT chuẩn bị cho nổ tung cái chỗ này luôn. Lên trên đây. Boom. Yes. Quá ngon. Còn bây giờ thì con rồng chết mày với tao rồi. Mình sẽ cho nổ chỗ này cho nó chân thật mọi người ạ. Ok. Boom. Let's go. Rồng ơi, chuẩn bị đây. Gây một lượng sát thương cũng lớn. Ok, đi rồi rồng ơi. Mình có cái này nữa mà. Mình còn kỹ năng One Circle. Mình có thể gây thêm một lượng sát thương vừa phải cho con rồng thêm một lần nữa. Mình nhớ cái này rồi mọi người ạ. Chúng ta có thể đập cái này và lấy nước trong đây đúng không? Hay thật sự. Oh no. Ui, cái giường của mình bị nghiêng. Không để ý. Sorry, không để ý thôi. Chứ không phải là cái gì đâu. Mày ơi, chết đi rồng. Ok. Nếu chúng ta để cái này vào đây và đập nó thì nước chảy ra. Các bạn có thấy nước đang để sát vào đây không? Oh my god, chân thật, siêu chân thật. Đây là cái nâng cấp đỉnh nhất trong cái video lần này mà các bạn có thể thấy được. Ok, rồng tới. Oh no. Rồng. Ở đây nhá. Ok, nổ nè. Bam. Quá ngon. Tại sao mình vẫn chưa xài được cái đập con rồng bằng giường nữa nhỉ? Mình sẽ chuẩn bị ăn quả táo vàng, sau đó cho nổ luôn. Các bạn nhìn đây. Nếu bạn nào muốn mình làm Minecraft nhưng mà mình chơi trên một block siêu chân thật thì hãy bình luận phía cho mình biết. Một block siêu chân thật với những cái món đồ siêu chân thật nghe lại là hợp lý lên. Rồng xuống. Bây giờ thấy boom và boom. Let's go. Quay nước với lửa hòa cuộn này. Và bây giờ nó sẽ mở cổng. Vậy thì mình lên quá trời kinh nghiệm luôn. Mình bị cháy. Các bạn hãy chuẩn bị chưa? Khi mình bước vào thế giới này thì đây sẽ là thế giới như ngoài đời thật. Vào thôi nào. Ui, cái gì vậy? Đây là đâu? Thế giới bên ngoài nhìn kỳ vậy? Nào đi. Cái cửa. Đóng phân nữa. Oh my god. What? Sao có hình con chó trong nhà mình vậy? Đây có phải là Minecraft luôn không vậy? Laptop. Ok, đi xuống. Ui, máy tính. Mình có nguyên cái thùng máy tính màu này luôn hả? Máy đi phát nhạc. Đây có phải Minecraft nữa không vậy? Mình nghĩ mình bị kẹt trong đây luôn rồi mọi người ơi. Đây là thế giới siêu chân thật. Ok, nếu các bạn thích video lần này đừng quên để cho video này một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình đoán là nếu mà các bạn để cho video này 10.000 like, lần tiếp theo mình sẽ chơi Minecraft một block, nhưng đó là block siêu chân thật, và giáp 10.000 like trong video đó. Còn bây giờ đây, hẹn các bạn vào những video lần sau. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.